Bản tin tối ngày 20 tháng 11 Quân đội Israel cho biết ba chỉ huy đại đội Hamas bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công vào đêm qua. Cựu đại sứ Israel cảnh báo Hamas nên đầu hàng ngay bây giờ. Iran ra mắt tên lửa siêu thanh mới nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới kỹ, Mỹ tuyên bố sát cánh cùng Ukraine. Tổng thống Zelensky kêu gọi thay đổi nhanh chóng hoạt động của binh sĩ, sa so thải tư lệnh lực lượng quân y, Lực lượng vũ trang Phần Lan xuất hiện tại biên giới giáp Nga. Philippines thuyết phục các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, soạn thảo quy tắc về biển Đông. Trung Quốc cho biết đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quá cảnh qua nước này từ miền Bắc Myanmar. Số lượng lớn chim én chết rơi xuống đất ở Quảng Tây khiến người dân bàng hoàng. Cứu toàn bộ 14 ngư dân tàu cá bình định bị chìm trên biển. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 20 tháng 11 của DKN. À. Quý vị cùng thưởng thức trà phổ nhĩ bản san của Đạm Thủy. Trà mang trong mình hương vị đặc trưng xưa cũ của núi rừng, nước đỏ đậm và vị ngọt dịu. Trà được lên men tự nhiên, càng để lâu càng ngon. Vị chát dần chuyển thành vị ngọt, vị gắt dần dịu đi, màu xanh vàng chuyển dần sang sậm đen. Trà phổ nhĩ là một loại thức uống có giá trị cao, đặc biệt có lợi cho sức khỏe. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv gạch pn1 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Theo Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel cho biết, trong các cuộc không kích đêm qua ngày 19 tháng 11 ở giải Gaza, các máy bay chiến đấu đã tấn công và tiêu diệt ba chỉ huy đại đội Hamas. IDF cũng cho biết, các cuộc tấn công được thực hiện theo thông tin tình báo về nơi ở của họ do Sinbad và Tổng cục Tình báo Quân đội cung cấp. Ngoài ra, theo IDF, Lữ đoàn Nahat đã xác định được một nhóm đặc nhiệm Hamas đang tiến vào một tòa nhà gần họ ở giải Gaza và kêu gọi một cuộc không kích. Tòa nhà này được sử dụng làm kho vũ khí và đã bị lực lượng IDF phá hủy trong cuộc tấn công. Cựu đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc đã cảnh báo Hamas hãy đầu hàng trước khi có thêm nhiều dân thường thiệt mạng. Nói chuyện với người dẫn chương trình của Sky News Kay Burley sáng ngày 20 tháng 11, ông Danny Danon cho biết, Israel không chọn tiến vào Gaza mà tập trung vào việc tiêu diệt nhóm chiến binh. Ông nói, chiến tranh sẽ kết thúc khi chúng ta tiêu diệt Hamas để họ có thể đầu hàng. Nếu bây giờ họ đang theo dõi chúng ta thì họ nên đầu hàng trước khi có thêm thương vong. Bộ y tế do Hamas lãnh đạo ở Gaza tuyên bố hơn 12.000 người dân thường và phiến quân đã thiệt mạng kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Israel nhiều lần cho biết họ đang tích cực cố gắng tránh thương vong cho dân thường và cáo buộc Hamas sử dụng người Palestine làm lá chắn sống. Một cáo buộc mà nhóm này đã phủ nhận. Ông Danum nói, chúng tôi thực sự quan tâm đến thương vong của dân thường. Chúng tôi quan tâm đến người dân ở Gaza hơn là giới lãnh đạo Hamas. Chúng tôi rất tiếc về những mất mát sinh mạng của tất cả thường dân. Chuyển đến một thông tin khác, Truyền thông địa phương đưa tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã tiết lộ tên lửa siêu thanh tiên tiến của quốc gia này tại một buổi lễ ở Tehran với sự tham dự của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 19 tháng 11. Tên lửa này đã được giới thiệu tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Asura trong một cuộc triển lãm giới thiệu những tiến bộ của nước Cộng hòa Hồi giáo trong công nghệ hàng không vũ trụ. Theo hãng tin INA, Tên lửa Fata 2 được trang bị đầu đạn siêu thanh, được xếp vào lớp HGV của vũ khí siêu thanh. Truyền thông Iran đưa tin, nước cộng hòa hồi giáo này đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sử dụng công nghệ như vậy. Phương tiện lướt siêu thanh hay HGV là một loại đầu đạn cho phép nó cơ động và lướt ở tốc độ siêu thanh. Nó thường được gắn trên tên lửa đạn đạo và có thể thay đổi đáng kể quỹ đạo bay sau khi phóng. Điều này khiến nó trở thành mục tiêu khó phát hiện hơn nhiều đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương so với đầu đạn thông thường di chuyển theo quỹ đạo vòng cung, vốn dễ dự đoán hơn. Theo AT, cho đến nay rất ít quốc gia có tên lửa SGV hoạt động. Một trong số đó là Nga, nước sở hữu tàu lượn Avangard gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trên hầm chứa như Starmat. SGV của Nga có khả năng bay nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 20 đến 27 lần, hoặc từ 24.000 đến 33.000 km h và có sức công phá nổ lên tới 2 megaton, lớn hơn 100 lần so với vụ nổ do bom hạt nhân. Năm 2019, Trung Quốc chính thức đưa tên lửa DFJF SGV vào sử dụng, được gắn trên tên lửa đạn đạo tầm trung cơ động trên đường. Tàu lượn siêu thanh của Trung Quốc có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh tới 10 lần với tốc độ 12.360 km/h và mang theo điện tích hạt nhân. A. cũng cho biết Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa vũ khí siêu thanh tầm xa Dark Angel vào sử dụng tháng 9 vừa qua, nhưng việc khai triển đã bị trì hoãn do một cuộc thử nghiệm quan trọng đối với phương tiện lượn đã bị hủy bỏ. Theo các phương tiện truyền thông, hệ thống vũ khí này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Người ta biết rất ít về tên lửa Fatah-2 của Iran vì truyền thông quốc gia cung cấp rất ít thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của tên lửa. Tiền thân của nó, tên lửa Fatah, được chính thức ra mắt cách đây chưa đầy 6 tháng. Vào ngày 6 tháng 6, có tầm bắn 1.400 km và có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 13 đến 15 lần. Chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ IRGC tướng Amir Ali Haziadeh cho biết vào cuối tháng 6 rằng tầm bắn của tên lửa có thể tăng lên 2.000 km. Phạm vi hoạt động như vậy có khả năng cho phép Iran tiếp cận lãnh thổ Israel, nơi mà Tehran coi là kẻ thù không đội trời chung của mình. Theo truyền thông Iran, tên lửa Fata cũng có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không tiềm tàng của đối phương và tiêu diệt chúng. Chuyển đến phần tin tức khác liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Hãng tin RBC của Ukraine dẫn bài đăng của ông Lloyd Austin trên mạng xã hội X cho biết quan chức đứng đầu ngũ sắc đài đã đến thăm Ukraine. Ông Lloyd Austin đã có mặt ở Kyiv vào ngày 20 tháng 11. Bức ảnh chụp từ nhà ga thủ đô vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ công bố trên mạng. Ông đã gặp bà Brigitte Brink, đại sứ Mỹ tại Ukraine ở Kyiv. Ông Austin viết, tôi vừa đến Kyiv để gặp các lãnh đạo Ukraine. Hôm nay tôi đến đây để đưa ra một thông điệp quan trọng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do chống lại sự xâm lược của Nga, hiện tại và trong tương lai. Theo ABC Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến Ukraine vào đêm trước khi diễn ra cuộc gặp của nhóm Ramstein. Một cuộc họp mới của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine sẽ được tổ chức vào thứ Tư tuần này ngày 22 tháng 11. Hãng tin cũng cho biết Washington đã không thể thống nhất về chương trình viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong hai tháng. Tuần này, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một ngân sách tạm thời mới cho đất nước để tránh tình trạng đóng cửa, trong đó một lần nữa không bao gồm kinh phí dành cho Ukraine. Tuy nhiên, thông tin xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng cho biết, Quốc hội Mỹ vẫn có kế hoạch thông qua gói viện trợ cho Ukraine và Israel vào cuối năm nay. Thượng viện của Quốc hội Hoa Kỳ sẽ làm việc từ lễ tạ ơn ngày 23 tháng 11 đến lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Tin tiếp theo theo hãng thông tấn Reuters, tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 19 tháng 11 đã yêu cầu thay đổi nhanh chóng các hoạt động của quân đội Ukraine và tuyên bố sa thải tư lệnh lực lượng quân y. Động thái của ông Zelensky được công bố khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, đồng thời trùng hợp với cuộc tranh luận về việc tiến hành cuộc chiến kéo dài 20 tháng chống lại sự xâm lược của Nga, với các câu hỏi về cuộc phản công ở phía đông và phía nam đang diễn ra nhanh như thế nào ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm. Trong cuộc gặp hôm nay với Bộ trưởng Quốc phòng Omerov, các ưu tiên đã được đặt ra. Chúng ta còn rất ít thời gian để chờ đợi kết quả, cần hành động nhanh chóng trước những thay đổi sắp tới. Ông Zelensky cho biết, ông đã thay Thiếu tướng Tenia Oshchashenko đang làm chỉ huy lực lượng y tế của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói, nhiệm vụ rất rõ ràng, đặc biệt là trong giới y tế của quân đội chúng ta cần một mức hỗ trợ y tế mới cho binh lính của mình. Quân đội Ukraine báo cáo những tiến bộ trong việc tái chiếm các khu bị chiếm đóng ở phía đông và phía nam, thừa nhận rằng quân đội đã nắm quyền kiểm soát các khu vực ở bờ đông, sông Dnipro, cũng như ở khu vực phía nam Kherson. Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Valery Zaluzny, trong một bài đăng cho biết, cuộc chiến đang bước vào một giai đoạn tiêu hao mới và Ukraine cần công nghệ tinh vi hơn để chống lại quân đội Nga. Đồng thời, Tổng thống Zelensky phủ nhận cuộc chiến đang đi vào bế tắc và kêu gọi các đối tác phương Tây của ký chủ yếu là Hoa Kỳ, duy trì mức hỗ trợ quân sự. Bà Otashenko được thay thế bởi Thiếu tướng Anatoly Kamishchuk, người đứng đầu một bệnh viện quân sự ở ký Việc sa thải bà diễn ra một tuần sau khi một hãng tin Ukraine đưa tin việc bãi nhiệm bà cùng với những người khác sắp xảy ra. Sau cuộc tham vấn với các nhân viên y tế, cũng như các quan chức khác chịu trách nhiệm hỗ trợ quân đội. Reuters đưa tin, ngày 19 tháng 11, lực lượng vũ trang và cảnh sát Phần Lan đã xuất hiện tại cửa khẩu Vatius, giáp cửa khẩu Litia của Nga ở Karelia để dựng hàng rào và dây thép gai. Theo đại úy Joko Kinnunen, quân đội nước này đang hỗ trợ lực lượng biên phòng dựng các rào chắn tạm thời. Về phần mình, Bộ Chỉ huy Quân khu miền Tây của Nga cho biết các đơn vị công binh nhỏ của Phần Lan xuất hiện ở biên giới, song họ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Sau khi bốn cửa khẩu biên giới phía đông với Nga, Imatra, Niirali, Nujima và Alima đóng cửa, người dân hiện chỉ có thể di chuyển qua hai nước bằng hai cửa khẩu Vatius và Sala. Vào ngày 18 tháng 11, 284 người đã vượt biên sang Vatius trong đó có 67 người xin tị nạn. Do lo ngại dòng người di cư, cửa khẩu Vatius tạm thời đóng cửa vào ngày 17 tháng 11. Nó chỉ tiếp tục hoạt động vào sáng ngày 18 tháng 11, xong đã phải đóng cửa định kỳ do xuất hiện nhóm người tị nạn mới. Lực lượng biên phòng Phần Lan dự đoán dòng người di cư qua biên giới vào ngày 18 tháng 11 dự kiến tăng lên 1.000 người. Chuyển đến phần tin tức đáng chú ý tại châu Á. Reuters đưa tin, tổng thống Philippines cho biết, vào ngày 20 tháng 11, rằng nước này đã tiếp cận các nước láng giềng như Malaysia và Việt Nam để thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử riêng liên quan đến biển Đông. Với lý do tiến bộ còn hạn chế trong việc đạt được một hiệp ước khu vực rộng lớn hơn với Trung Quốc. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng hơn dưới thời tổng thống Ferdinand Marcos Jr người ngày càng phàn nàn về hành vi hung hăng của phía Trung Quốc, trong khi nối lại mối quan hệ bền chặt với đồng minh hiệp ước duy nhất của Philippines là Hoa Kỳ. Phát biểu tại Hawaii trong một sự kiện được phát trực tiếp, ông Marcos cho biết căng thẳng leo thang ở Biển Đông đòi hỏi Philippines phải hợp tác với các đồng minh và láng giềng để duy trì hòa bình trên tuyến đường thủy đông đúc, với tình hình đang trở nên thảm khốc hơn. Đề cập đến những nỗ lực của nhóm các quốc gia Đông Nam Á, ông Marcos nói chúng tôi vẫn đang chờ đợi bộ quy tắc ứng xử giữa trung quốc và asean đáng tiếc là tiến độ này diễn ra khá chậm chúng tôi đã chủ động tiếp cận các quốc gia khác xung quanh asean mà chúng tôi đang có xung đột lãnh thổ việt nam là một trong số đó malaysia là một quốc gia khác và đang xây dựng quy tắc ứng xử của riêng chúng tôi hy vọng điều này sẽ phát triển hơn nữa và mở rộng sang các nước asean khác đại sứ quán trung quốc malaysia và việt nam tại manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về một bộ quy tắc có thể có. Nhận xét của Tổng thống Marcos diễn ra sau cuộc gặp hôm 17 tháng 11 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp nhằm giảm bớt căng thẳng ở vùng biển chiến lược đang tranh chấp sau một loạt cuộc đối đầu trong năm nay. Trong vài năm qua, ASEAN và Trung Quốc đã nỗ lực tạo ra một khuôn khổ để đàm phán về quy tắc ứng xử. Một kế hoạch đã có từ năm 2002. Tuy nhiên tiến độ vẫn chậm chạp, bất chấp cam kết của tất cả các bên nhằm đẩy nhanh quá trình này. Trung Quốc khẳng định, yêu sách của mình trên bản đồ bằng việc sử dụng đường chín đoạn kéo dài tới 1.500 km về phía nam đất liền, cắt vào các vùng miền đặc quyền kinh tế của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Reuters đưa tin, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 20 tháng 11 rằng Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quá cảnh qua nước này từ miền Bắc Myanmar khi một số bên yêu cầu hỗ trợ trong bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mao Ninh phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc sẽ giữ liên lạc với các nước liên quan về những việc cần làm tiếp theo. Bộ ngoại giao Thái Lan cho biết hôm ngày 19 tháng 11 rằng hơn 200 công dân Thái Lan đã bị mắc kẹt do giao tranh gia tăng ở miền Bắc Myanmar giữa quân đội chính quyền và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang, đang được di tản đến Thái Lan qua Trung Quốc. Tiếp theo là một tin tức đáng chú ý tại Trung Quốc. Tờ Sarapok vào ngày 20 tháng 11 đưa tin, mới đây một cảnh tượng khó tin đã xảy ra ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Số lượng lớn chim én đã bay khắp bầu trời, đồng thời có rất nhiều chim én đã bị chết xác nằm rải rác trên mặt đất, gây nên cảnh tượng thật kinh hoàng. Đoạn video sau khi được tung lên mạng xã hội đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Video cho thấy người dân thành phố Lai Tân, tỉnh Quảng Tây, sáng ngày 13 tháng 11, phát hiện trên bầu trời đầy chim én bay khắp nơi. Ngoài ra còn có nhiều xác én trên mặt đất. Người ta nói rằng thời tiết lạnh đột ngột có thể khiến một số lượng lớn chim én chết cóng. Chim én được biết tới là loài chim có khả năng thích nghi cao, có thể tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau, bao gồm núi, đồng cỏ và cả thành phố đô thị. Chim én, hay còn gọi là chim nhạn, là loài chim di cư sống ở khu vực phía bắc vào mùa hè, nhưng chọn di cư về phía nam vào mùa đông. Khi nhiệt độ lạnh hơn, tuy nhiên do biến đổi khí hậu nhanh chóng, loài chim này đã phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Môi trường sống và nguồn thức ăn của chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến việc chúng có thể đánh giá sai tình hình do biến đổi khí hậu và đối mặt với nguy cơ chết cắm. Cư dân mạng để lại tin nhắn với nội dung Biến đổi khí hậu khiến chim én khó biết khi nào nên rời đi. Những chú chim én tội nghiệp, thời tiết thực sự là mùa hè và ngày hôm sau là mùa đông. Khí hậu thật kỳ lạ, sắp đến lượt con người rồi. Một số cư dân mạng còn đặt câu hỏi liệu việc đàn én tụ tập quy mô lớn có thể là điềm báo trước một trận động đất hay không? Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Sau nhiều giờ bám víu vào phần nổi của tàu cá bị chìm, tất cả 14 ngư dân bình định được một tàu hàng nước ngoài cứu sống, đưa lên tàu an toàn. Vào trưa nay ngày 20 tháng 11, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết, vào lúc 12 giờ 20 phút, toàn bộ 14 ngư dân của tàu BD98268TS bị chìm đã được một tàu nước ngoài cứu vớt. Hiện tàu cảnh sát biển CSB6007 đang tiếp cận tàu nước ngoài để tiếp nhận đưa các ngư dân bị nạn vào bờ. Trước đó vào lúc 4 giờ 20 phút cùng ngày, trung tâm 3 đã nhận được thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định. Thông tin cho hay vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BD-98268TS khi đang đánh bắt tại khu vực cách đảo Phú Quý, khoảng 95 hải lý về phía đông Đông Bắc, cách mũi Vũng Tàu khoảng 206 hải lý về phía đông Đông Bắc, thì bị phá nước dẫn đến chìm. Trên tàu có 14 thuyền viên, tất cả đang phải bám víu vào phần nổi của tàu. Tình hình thời tiết tại khu vực tàu gặp nạn có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao trên 3 mét. Chủ tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm 3 đã đề nghị Đài Thông tin Duyên Hải thành phố Hồ Chí Minh phát thông tin khẩn cấp, yêu cầu các tàu hành trình qua khu vực xảy ra tai nạn tăng cường cảnh giới, quan sát hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn thuyền viên. Qua tra soát trên hệ thống chuyên dụng, Trung tâm 3 đã phát hiện có 3 tàu nước ngoài đang hành trình gần khu vực tàu bị nạn nên đã đề nghị hỗ trợ. Sau đó, tàu Bajan số MMSI 211882920 đã cứu được toàn bộ 14 ngư dân gặp nạn nói trên. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact@dkn.tv. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.